Đây là Michael, học sinh giàu nhất trong trường. Với số tiền của bố mẹ cậu chàng, cả thế giới sẽ quỳ dưới chân cậu. Còn đây là Justin. Anh chàng không có tiền. Hi. Và cũng chẳng có fan. Hello. Sao cậu hậu đậu vậy hả? Mình vứt vỏ chuối ở đâu được ta? Sọt rác nè. Thiện ghê. Mình không nghĩ Justin sẽ thích nó. Cậu chàng đây rồi. Michael chào. Nhưng trai nhà giàu thì không thèm để ý đến lũ thường dân. Anh chàng có việc quan trọng What? Hơn. Cái gì? Sọt rác hả? Đây là tủ đựng đồ của mình mà. Hồi quá. Ai lại làm vậy với mình chứ? Michael ngay trong tầm mắt. Giờ thì rõ là ai làm rồi nha. Trong khi Justin bận lau dọn lại, Michael lại bày một trò chơi khăm khác. Biến tủ đồ của Justin thành thùng rác còn chưa đủ sao? Đừng buồn nha Justin, chúc may mắn. Chưa đầy một phút sau, trò đùa đã hiệu nghiệm. Đá cậu hả? Rất vui lòng. Đau nha. Cậu làm gì vậy hả? Lại thêm một kẻ thích đùa nữa. Nè, cậu làm gì vậy chứ? Thôi nào. Thầy Jack đang đợi học sinh vào lớp. Ngồi trên chiếc ghế xịn sò này, thầy chính là chúa tể của thế giới. Nhưng mơ thì không dài. Chủ nhân thật sự của chiếc ghế đến rồi. Michael ngồi dễ chịu nha. Và mình sẽ quay trở lại với chiếc ghế đá cứng của mình. Michael đã sẵn sàng vào lớp. Một chiếc iPhone, một chút tiền mặt và một chiếc bút bằng vàng đồng. Bạn sẽ không bao giờ biết trước được khi nào thì cần tiền đâu. Trong túi đi học của Justin, mọi thứ đơn sơ hơn nhiều. Đôi bà cuốn sách giáo khoa. Giấy để ghi bài. Và một chiếc bút chì mà cậu đã dùng được 2 năm mấy rồi. Trật tự nào. Bắt đầu bài học thôi. Justin chép không sót một chữ. Giờ thì cuộn giấy trở nên rất hữu ích. Còn Michael thì dùng tiền thay cho vở ghi. Viết bài lên tiền ngầu hơn viết vào vở thường cả tỷ lần ấy chứ. Michael, nộp vở của em để thầy xem nào. Cầm tiền đã thấy thích rồi đó nha. Không Justin, em không phải nộp đâu. Thầy luôn tin em mà. Em đang học rất chăm chú. Tan học. Thật là một học sinh thông minh. Mình sẽ giữ bài tập của em ấy làm kỷ niệm. Nhưng Michael muốn được chấm điểm. Chỉ có thể. Làm tốt lắm Michael. Tuyệt vời. Bà sẽ thấy vui lắm đây. Thầy có thể giữ lấy nó. Nhưng nó không tiêu được nữa rồi. Hy vọng là lần sau. Quán ăn hôm nay hết chỗ rồi. Justin ăn trưa bằng vụn bánh mì. Vậy còn hơn không có gì. Anh chàng giàu đến đây. Canteen rõ ràng không phải là một nhà hàng sang trọng. Nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Hồi quá. Và chẳng còn thừa ghế nào. Nhưng Michael có cách ăn trưa riêng. Bỏ ra một khoản tiền hào phóng. Bạn sẽ được sắp xếp mọi thứ. Chỉ vài giây sau, canteen đã trở thành một nhà hàng. Những đồ ăn ngon miệng này từ đâu ra vậy? Khi bạn có tiền thì không gì là không thể. Giờ thì xứng tầm với Michael và Kylie rồi đó. Ai nói canteen trong trường là tệ chứ? Justin mặt khác đang khá là không thoải mái. Anh chàng đang khá là nặng nhọc. Và không chỉ mỗi dạ dày thôi đâu. Cứu với. Hôm nay là ngày quan trọng. Thầy Jack đang phát bài thi. Đề thi trên bàn các em có thể bắt đầu. Nhưng giờ Michael chẳng rảnh rỗi mà làm bài đâu. Anh chàng có Kylie và một xấp tiền. Thầy Jack, trả lại thầy nè. Quá hư rồi. Thế đó, mình hết kiên nhẫn rồi. Tôi sẽ gọi cho bố của em. Hello, ông Smith phải không? Con trai ông đã đi quá mức độ rồi. Được thôi, cứ làm vậy đi. Giờ thì anh chàng nhà giàu sẽ phải nhận lấy hậu quả. Nè, cô gái, đứng lên đi. Đây là nhà tài trợ chính cho Michael, ba của cậu chàng. Không có chỗ nào chạy hết. Nhưng anh chàng sẽ phải nghe bài thuyết giảng về thái độ tồi tệ của mình. Đưa thẻ đây con trai. Thật quá tàn nhẫn. Nhưng ông bố còn chiêu hay hơn nữa. Bất cứ ai vượt qua 3 bài kiểm tra sẽ được chiếc thẻ tín dụng vàng này.
Yeah, Justin có cơ hội phát tài rồi kìa. Anh chàng sẵn sàng tham gia cuộc thi đấu. Ai sẽ chiến thắng đây? Michael hay Justin? Bài thi đầu tiên là môn hóa. Các thí sinh hãy đi đến bàn đi. Ủa, có ai đó đang chơi bẩn kìa. Đeo kính bảo hộ vào nào. Một, hai, ba. Bắt đầu. Justin biết chính xác cần phải làm gì. Cậu chàng học hóa xuất sắc luôn. Mặt khác, Michael đang cư xử như một nghệ sĩ đích thực. Anh chàng trộn các chất theo cảm quan, sáng tạo đấy chứ. Ủa không, chiếc nhẫn yêu thích của mình. Linh cảm của mình bảo là không nên cho tay trần vào bên trong. Justin làm tốt lắm. Để khích lệ, thầy sẽ chỉ cho em thêm một công thức nữa. Thời gian sắp hết, mình phải làm gì đó thôi. Hỗn hợp này thiếu một vài nguyên liệu nè. Và cú chơi xấu đã thành công. Đây là Justin. Anh chàng đã sẵn sàng để hoàn thiện thí nghiệm của mình. Nhưng phản ứng hóa học vượt ngoài tầm kiểm soát. Sao việc này có thể xảy ra chứ? Mình đã làm mọi thứ đúng cách mà. Ra khỏi văn phòng của thầy mau. Và Michael đã thắng điểm. Ống nghiệm của anh chàng không phát nổ. Thật may. Giờ thì anh chàng đang dẫn trước Justin. Giờ mình lấy nhẫn ra kiểu gì ta? Nhiệm vụ tiếp theo là một bài tập khoa học nữa. Bạn phải tạo ra một phát minh độc đáo. Tuyệt, cái này có thể hữu dụng nè. Với số tiền ít ỏi của mình, Justin phải làm nguyên liệu ở bãi phế liệu này. Đây rồi, đây là thứ mà mình cần. Có vẻ món phế phẩm này chuẩn bị được đổi đời rồi. Michael thì không tìm kiếm được một cách khó khăn như vậy. Sáng tạo không phải thế mạnh của anh chàng mà. Mua đồ được làm sẵn rồi thì dễ hơn. Với cái giá là chiếc iPhone mới của cậu chàng, anh chàng còn làm được hơn thế vì chiếc thẻ vàng mà. Không biết nó vận hành kiểu gì ta. Và đây là cuộc thi sáng tạo. Justin đến trước. Không biết đối thủ của mình làm ăn sao rồi. Wow, Michael thật sự tự làm ra cái kia một mình sao? Ủa, có ai đó đến. Ủa, lại nữa. Nhưng không còn thời gian sửa dây điện nữa rồi. Michael đã đến. Và tâm trạng đang rất tệ. Anh chàng không biết phải làm gì với các nút bấm này. Cậu đã sáng tạo ra cái gì vậy hả? Nó rốt cuộc là thứ gì? Mọi người về vị trí. Thầy Jack chuẩn bị bắt đầu vòng 2. Ủa, một ngọn núi lửa sao? Ấn tượng đó nha. Ồ, có khói nữa nè. Một dự án tuyệt vời đó. Chúc mừng em. Còn Michael thì sao? Anh chàng nhà giàu khá là tự tin là sẽ chiến thắng. Tất nhiên rồi, vì dự án này đã làm anh chàng tiêu tốn khá nhiều tiền mà. Justin cảm thấy tội lỗi. Anh chàng đã làm hư sáng tạo của Michael. Lỡ như ấn nút. Ủa, thầy chắc bị điện giật rồi. Giờ phải làm gì bây giờ? Chờ chút, để tao gọi điện đã. Và thầy giáo cũng bị núi lửa làm bỏng luôn. Thầy sẽ không bao giờ quên được vòng thi này mất. Giờ thì Justin có cơ hội thắng cuộc rồi. Vòng thi cuối cùng đây. Đây là thời khắc quyết định. Các thí sinh sẽ phải chơi bóng bàn. Đây là Michael. Anh chàng đẹp trai, khỏe mạnh và tự tin. Còn đây là Justin. Cậu hơi phá dáng một chút, nhưng rất sẵn lòng cho thử thách. Đến rồi. Michael đang không phát huy tốt cho lắm. Thì lại ghi. Vật của anh chàng được làm ra bởi sư Thiếu Lâm Tự, từ da của Thanh Long. Nó thậm chí còn có chế độ tự focus. Nhưng Justin đang chơi tốt hơn nhiều. Anh chàng dùng vật của tổ tiên mình. Theo truyền thuyết, ông ấy đã bị Thanh Long xơi tái. Đó là lý do vì sao nó không có tay cầm. Nhưng điều đó có vẻ không làm Justin bận lòng mấy. Chính là do nó, do chiếc vợt á. Muốn đổi không? Wow, cả một gia tài. Chúng ta tiếp tục chứ. Cậu phải cẩn thận. Vàng là kim loại nặng nhất mà. Vòng thi này sẽ đi vào lịch sử mất. Có rất nhiều pha nguy hiểm. Và đó là kiểu cú đánh mà bạn không thể phản công lại được. Cứ như là tất cả sức mạnh của các vị hòa thượng đã tập trung vào tay Justin vậy.
chiến thắng đã rõ. Không phải thầy đâu thầy Jack. Đặt phần thưởng lại chỗ cũ đi. Phần thưởng quý giá đến rồi đây. Chúc mừng Justin. Cậu là người thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và sáng tạo hơn. Michael khó mà thừa nhận thất bại. Nhưng thẻ vàng vẫn thuộc về cậu học sinh nghèo. Và ở đâu có tiền là ở đó có Kylie. Nhưng Justin không cần chiếc thẻ. Nó vốn là của Michael mà. Cầm lấy này. Có vẻ như Michael vẫn chưa học thêm được gì. Anh chàng thậm chí còn không nói lời cảm ơn. Nhưng Justin cũng không phật lòng. Cậu đã làm việc nên làm mà. Nhưng thầy Jack nên đến phòng khám tâm lý của trường. Cuộc thi này rồi vũ thẻ vàng nữa. Áp lực ghê. Các cậu có thích video này không nào? Các cậu ủng hộ ai trong cuộc thi đấu? Michael hay Justin? Cho chúng mình biết ở phần bình luận nha. Hãy like video này, đăng ký kênh và click vào biểu tượng chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ những video tiếp theo về chủ đề giàu và nghèo từ Trum Trum Select nha.